Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 15 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Tập 15: Linh Giả Chí Tôn. Trừng phạt chi hỏa, đó là một truyền thuyết thần bí trong Linh Ương Học Viện. Nghe nói, học sinh phạm phải sai lầm lớn sẽ bị tiếp nhận trừng phạt chi hỏa. Loại hỏa diễm hung tàn này không phải chân chính gây tổn thương thân thể, nhưng mà người bị đốt ở trong hỏa diễm sẽ cảm thấy càng thêm kinh khủng và dày vò hơn rất nhiều so với liệt hỏa 18 tầng địa ngục. Chỉ là trừng phạt chi hỏa tồn tại trong truyền thuyết tại Linh Ương Học Viện, người nào cũng không có chân chính thấy qua. Linh Tôn, xin bớt giận. Rất xa, có một lão già đầu bạc trắng cưỡi linh thú tiền hạc bay tới, trường bào màu xám trong gió phất phơ. Tiền phong đạo cốt, khí thế đạm mạc, giống như một vị thượng tiên. Viện trưởng tới rồi. Trong một khắc, nhìn thấy lão già này xuất hiện, những người do chấn động mà bị ngã ở trên mặt đất lại lộ ra một thần sắc giống như nhìn thấy một vị cứu tinh. Cựu Long xuất hiện đã sinh ra một loại uy áp vô cùng khủng bố, lúc trừng phạt chi hòa xuất hiện lại càng làm cho linh hồn người ta không tự chủ được mà run lên. Tuy là bị trừng phạt người khác, nhưng mà nghe tiếng kêu thê lương và thảm thiết đến vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy da thịt tê dại, khớp hàm run lên. Viện trưởng tóc trắng xóa điều khiển tiên hạc bay đến bên gần Tiết Triệt cùng với Hồng Chu, đối với cựu long màu đen đang bay lượn ở trên tòa tháp thứ 7 phía xa, cúi đầu thật sâu, cất cao giọng nói: "Xin Linh Tôn hãy bớt giận, hai tử không có hiểu biết đã mạo phạm tới Linh Tôn, lão hủ nhất định sẽ trừng phạt hắn rất nặng." "Thương Hà, đệ tử của ngươi bây giờ sa đọa đến nông nỗi này sao?" Thanh âm rầm rộ từ cự long xa xa truyền tới. Tất cả mọi người kinh hãi, cự long này lại có thể mở miệng nói chuyện sao? Linh thú chỉ có cùng triệu hoán sư ký kết khế ước mới có năng lực cùng với triệu hoán sư giao tiếp trong lòng, có thể tùy ý trao đổi. Chỉ có song phương có thể có khế ước tồn tại là linh thú cùng với triệu hoán sư mới có thể trao đổi được, người ngoài đều không thể nghe thấy. Nhưng mà cự long này lại mở miệng nói chuyện sao? Đây là linh thú cấp bậc gì? Nghe được cự long mở miệng, Thương Hà viện trưởng cũng không quá kinh ngạc, chỉ là cúi đầu càng sâu. "Đúng là do lão hủ dạy dỗ vô phương, xin Linh Tôn hãy bớt giận." Thương Hà viện trưởng là viện trưởng của Linh Ương Học Viện, là một triệu hoán sư cửu tinh thuộc tính phòng, ở Nam Dực Quốc này đức cao vọng trọng, có địa vị không hề bình thường. Coi như là đặt ở trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp, Thương Hà viện trưởng cũng sẽ có địa vị rất phi phàm. Không ai biết ông đã sống bao nhiêu tuổi, mỗi một năm ông xuất hiện, hết lần này tới lần khác đều là đầu tóc trắng xóa, áo bào màu cho, tựa hồ không thấy ông ấy già đi. Hoàng thất Nam Dực Quốc đối với ông vô cùng kính trọng, sắc phong quốc sư. Ông cũng là sư phụ của Thái tử Chiến Giã, tộc trưởng của các đại gia tộc nhìn thấy ông đều phải lễ nhượng ba phần. Một vị lão già tài giỏi như vậy mà còn phải cầu tình với một con linh thú như thế, thực sự khiến cho những đệ tử ở trong Linh Ương Học Viện đem Thương Hà viện trưởng cúng bái giống như thần linh đó, không thể nào tin vào mắt. Cự long này đến tột cùng là có lai lịch thế nào? Trước kia lại chưa từng nhìn thấy nó xuất hiện, nhưng mà nó có thể phun ra chữ trừng phạt chi hỏa đó trong truyền thuyết. Ngay cả Thương Hà viện trưởng đều phải gọi nó là tinh Linh Tôn. Chúng đệ tử chỉ cảm thấy không thể nào tưởng tượng ra được, nhưng mà ai cũng không dám nói chuyện, thở dài là cũng không dám thở mạnh. Linh Tôn lại miễn cưỡng hừ một tiếng, nể mặt mũi của Thương Hà lão nhân mà thu hồi lại trừng phạt chi hỏa. Tiếng kêu thảm thiết dừng lại, thân thể rất lớn của Hồng Chu ầm ầm té trên mặt đất, vỏ cứng màu đỏ ở trên người cũng hoàn toàn mất đi ánh sáng. Tám chân yếu ớt giãy giụa hai cái, liền không động đậy được nữa. Ánh sáng màu đỏ chợt lóe, Hồng Chu không thể nào duy trì được hình dạng thực lớn hiện tại, biến thành một con nhện nho nhỏ trở về không gian linh thú của triệu hoán sư. Mà Tiết Triệt, cả người lại nằm dài trên mặt đất, không ngừng co quắp. "Đa tạ Linh Tôn." Thương Hà viện trưởng cung kính nói một tiếng tạ ơn, vội vã từ trên tiền hạc nhảy xuống, xem xét thương thế của Tiết Triệt. Trên tòa tháp thứ 7, thân thể của Linh Tôn chậm rãi theo thần tháp cao lớn xoay vòng xuống, tựa hồ đã nhanh chóng quay về. Nhưng mà vào lúc này, đột nhiên,
Hắc ngọc đeo ở trên cổ Hoàng Bắc Nguyệt giống như bị tác động gì đó, giống như là một trái tim nhẹ nhàng lên nhảy một cái. Nàng khẽ nhíu mày, sao lại thế này? Giống như là cảm giác được vạn thú vô cương đặc biệt hưng phấn. Linh Tôn vốn nhanh chóng phải rời đi, lại đột nhiên hít một ngụm khí lạnh. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thấy Linh Tôn ở trên tháp cao đột nhiên ngừng lại động tác đang xoay xuống. Đầu rồng rất lớn quay sang bên này, hướng ở trong đám người nhìn lại. Hai tròng mắt của cự long quá lớn, làm cho không ai có thể phán đoán được rốt cuộc là nó nhìn đi nơi nào. Vẫn là một mạng lớn, những người dưới lôi đài này đều chịu uy hiếp khủng bố của cự nhân. Người nhát gan trực tiếp lụi sơ. Hai tròng mắt của Hoàng Bắc Nguyệt khẽ chớp một cái. Linh Tôn nhìn lại chính là nàng. Sẽ không tính sai đâu, cặp mắt đó giống như là đuổi theo sự rung động của vạn thú vô cương mà nhìn qua. Nàng lạnh lùng ngước mắt, đối diện cùng với hai mắt rất lớn của Linh Tôn. Hai tròng mắt lớn thì sợ người sao? Nực cười. Linh Tôn chậm rãi thở một tiếng, giống như là một cơn lốc thổi qua. Một mảnh rừng rậm bị thổi ào ào lay động. Nó rời mắt đi chỗ khác, chậm rãi dọc theo tháp cao xoay quanh. Rất nhanh đã biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Cứ như vậy rời đi, vừa rồi ngắn ngủi một giây đồng hồ nhìn kỹ nàng, giống như là nàng sinh ra ảo giác. Linh Tôn, đến tận cùng nó là linh thú cấp bậc gì? Ngay cả Hồng Chu linh thú cấp 11 nhìn thấy nó cũng muốn quay đầu bỏ chạy, thực sự là không thể nào tưởng tượng được. Mà ngay cả Tử Diễm Hoa Kỳ Lân của Thái Tử Chiến Giá, cùng với Băng Linh Huyễn Điều của nàng ở đây, Hồng Chu cũng chưa chắc sẽ yếu đuối như vậy. Một chiều chưa qua đã muốn quay đầu chạy đi rồi. Vậy Linh Tôn chẳng lẽ lại còn siêu việt hơn cả Ngũ Linh sao? Nếu như có thể thuần phục được Linh Tôn cho nàng sử dụng vậy thì tốt rồi. Trong đầu nàng vừa hiện lên ý nghĩ như vậy thì thanh âm của Yểm đã vang lên. Nghĩ không ra, lão già kia lại còn sống. Yểm, người lại biết hắn sao? Nói tới Linh Tôn, thanh âm của Yểm không hề mang theo vẻ khinh thường như trước mà có một chút ngưng trọng. Nghĩ không ra, hắn luyện hóa ra trừng phạt chi hỏa phía dưới tòa tháp thứ 7. Thực lực so với trước kia đã mạnh lên không ít rồi. Hóa ra trừng phạt chi hỏa vừa rồi không phải là để cho bản thân Linh Tôn phun ra, mà là hắn luyện hóa. Hoàng Bắc Nguyệt, giai đoạn băng linh huyễn điều của người cùng với Tử Diễm Hoa Kỳ Lân của Thái Tử Chiến Giá hiện tại, ở trước mặt hắn, giống như là tiểu hài tử vừa mới được sinh ra. Hiện nay trên đời sợ rằng chỉ có ta có thể cùng với hắn đánh một trận. Yểm vô cùng tự phụ nói, trong khẩu khí có sự cuồng vọng, ai cũng không để vào trong mắt. Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng hừ lạnh. Nói nhiều như là muốn ta thả ngươi ra vậy, không có cửa đâu. Hoàng Bắc Nguyệt, nếu mà ngươi chọc vào hắn thì chỉ ta mới có thể cứu ngươi thôi. Yểm nổi giận đùng đùng nói. Ngươi cùng với ta giúp đỡ lẫn nhau, tuyệt đối có thể vô địch khắp thiên hạ. Cho dù có gặp gỡ Quang Diệu Điện hoặc là Tu La Thành cũng không sợ hãi chút nào đâu. Người nào nói cho người biết là ta muốn chọc vào hắn chứ? Ta sẽ hàng phục hắn để cho ta sử dụng. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng cười, cuồng ngạo nói. Yểm trầm trồ một lúc, rồi đột nhiên lại cười ha hả. Nhà đầu cuồng ngạo, không biết trời cao đất rộng như vậy. Người có biết Linh Tôn là cấp bậc thú gì không? Người lại có vọng tưởng thuần phục nó sao? Hoàng Bắc Nguyệt tâm tư tinh tế, chú ý tới Yểm nói là thú và không phải là linh thú. Không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ nó không phải là linh thú? Thông minh một chút. Yểm lại hừ một tiếng, vậy mà lại được một lần vô cùng khó, không khoe khoang, mà là vẫn trầm mặc. Yểm. Hoàng Bắc Nguyệt đợi một lát, hơi không nhịn được. Khi nào thì cái tên này trở nên lằng nhằng như vậy chứ? Yểm chưa trả lời nàng, cũng không biết là đang trầm mặc chuyện gì. Tiểu thư, đại thiếu gia đã được người ta nâng đi ra rồi. Hình như cũng bị trọng thương. Đồng Lăng kéo y phục của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt dương mắt nhìn lại, liền thấy Tiêu Trọng Kỳ trước mấy học sinh được nâng đi. Khôi giáp ngân bạch đã bị nướng cháy không ít, tóc đen như mực cũng đã bị cháy đi một chút, trở nên lung tung lộn xộn. Trên người có mấy chỗ bị thương, trên mặt cũng phủ màu, vẻ mặt anh Tuấn ngày xưa đã không còn bóng dáng. Hắn được nâng đến bãi đất trống dưới lôi đài, nằm song song một chỗ cùng Tiết Triệt. Tiết Triệt đã ngất đi rồi, nhưng mà Tiêu Trọng Kỳ vẫn còn thanh tỉnh. Cái tên khốn. Nhìn đến Tiết Triệt, Tiêu Trọng Kỳ chỉ muốn xông tới, phành hắn ra làm tám khúc. Thường Hà viện trưởng ngẩng đầu, ở trong ánh mắt già nua tràn ngập sự uy nghiêm cùng với cảm giác áp bách của cường giả.
nhìn hắn một cái. Tiêu Trọng Kỳ lập tức im lặng không dám động thủ. Chuyện ngày hôm nay nhất định phải có lời xin lỗi với Linh Tôn. Hai người các người sau khi thương thế lành lặn, mỗi ngày phải tới sám hối, quỳ đến hai canh giờ. Nếu như là sau này còn đánh nhau ở trong học viện, sẽ lập tức khai trừ. Thương Hà viện trưởng vừa nói xong, Tiêu Trọng Kỳ lập tức khom người đáp ứng, không dám phản bác. Tiết Triệt cũng không còn co quắp, an an ổn ổn hôn mê. Thương Hà viện trưởng để người của Phủ An Quốc Công nâng đỡ hắn trở về, rồi mới đứng dậy. Tiêu Trọng Kỳ dựng vết thương ở trên người, lại cung kính nói. Viện trưởng đại nhân, vị Linh Tôn đại nhân đó. Trong lòng hắn tràn ngập sự cảm kích đối với Linh Tôn. Vừa mới vừa rồi nếu như không có Linh Tôn xuất hiện, trừng phạt Tiết Triệt, sợ rằng bây giờ hắn đã bị lôi quang của Hồng Chu đốt thành tro bụi rồi. Linh Tôn cường đại như vậy, làm cho hắn cảm thấy tôn kính từ trong đáy lòng. Linh Tôn là thần thú bảo vệ học viện của chúng ta. Lão nhân gia không thích con người quấy rầy. Vậy cho nên, trong tòa tháp thứ bảy, không cho phép con người đi vào trong đó làm ồn. Nghe chưa? Thương Hà viện trưởng nghiêm giọng cảnh báo. Lần này hắn chưa kịp ngăn cản, cũng may Linh Tôn chỉ trừng phạt nho nhỏ, dùng sự trừng phạt chi họa đó một chút. Nếu như Linh Tôn thực sự nổi giận, mấy cái tên tiểu tử thối này làm gì có đường sống. Nói không chừng, cả cái Linh Ương học viện này đều sẽ gặp nạn theo. Vâng, đệ tử đã biết sai rồi. Tiêu Trọng Kỳ khiêm tốn nhận sai lầm, ở trong lòng lại âm thầm cảm thấy may mắn. May là vừa rồi người kiêu ngạo không phải là hắn, nếu như không, bị trừng phạt chi hỏa của Linh Tôn thiêu đốt, chỉ sợ lại muốn rớt luôn tầng ra. Những đệ tử khác cũng gật đầu theo. Nói đùa sao, nhìn thấy trừng phạt chi hỏa của Linh Tôn, ai mà còn dám không sợ chết đi chọc giận vào Linh Tôn chứ? Hoàng Bắc Nguyệt đứng ở phía sau, nghe được lời nói của Thượng Hà viện trưởng, ở trong lòng ngẩn ra, vẻ mặt lạnh nhạt không có một chút nào thay đổi. Thần thú? Nàng thì thào thấp giọng nói, trong lòng lóe lên một sự kinh ngạc. Ngũ Linh đã là chí tôn ở trong linh thú, ở trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp, cấp bậc thần thú chính là thuộc loại thú, đáng tiếc là cuối cùng không có trở thành thần thú chân chính. Về thần thú, chỉ là một truyền thuyết trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp, nghe nói chỉ ở trong rừng rậm phủ quang rộng lớn khôn cùng, nguy cơ tứ phía mới có thần thú thường lui tới, mà thần thú cũng chưa bao giờ xuất hiện ở nơi có con người. Nếu như Linh Tôn đúng là thần thú, vậy tại sao lại xuất hiện tại Linh Ương học viện này? Bây giờ thì người đã biết rồi chứ, nha đầu cuồng vọng, người vẫn còn mơ tưởng đi thuần phục hắn sao? Thanh âm của Yểm lần nữa vang đến ở trong lòng, mang theo lạnh lùng và trào phúng. Hoàng Bắc Nguyệt mím môi, trầm ngâm một lát, đột nhiên cong cong khóe môi mỉm cười, lãnh ngạo và tự tin, không ai bì được. Vừa nãy cũng lại không thực sự muốn, nhưng mà bây giờ thì bắt buộc rồi. Trong lòng ngứa ngáy, tay cũng rất ngứa, muốn trở thành một triệu hoán sư cường đại nhất, vậy thì phải có thần thú cường đại rồi. Yểm lại cười ha ha. Hoàng Bắc Nguyệt, ta thưởng thức tính cách của ngươi, nhưng là ngươi quá cuồng vọng, sẽ khiến cho ngươi phải trả giá đắt. Phải trả giá cao, ta không sợ. Ta chỉ muốn đủ mạnh mẽ, liền sẽ không còn sợ hãi nữa. Thanh âm kiên định của thiếu nữ khắc ở trong lòng, trong hắc thủy cấm lao hiện lên từng đợt gợn sóng. Yểm nhìn lại thật lâu vào trong gợn sóng đó, dao động hiện lên trong con mắt rất lớn, cũng giống như là gợn sóng ở trong thủy lao, thật lâu rồi không thể bình tĩnh. Sau khi để cho đệ tử đều trở về đi học, Thương Hà viện trưởng cùng với mấy vị lão sư có tư lịch đi đến thư viện. Viện trưởng à, vì sao lần này Linh Tôn đại nhân lại tự mình hiện thân thế? Vài vị lão sư vô cùng khó hiểu, trước đây cho dù xảy ra việc lớn đến mấy, Linh Tôn cũng sẽ không xuất hiện. Lần này chỉ là một cuộc luận võ lôi đài của hai tên đệ tử không hiểu chuyện, tuy nói xông vào trong thất tháp là không thích hợp, nhưng mà cũng không đến nỗi làm kinh động đến Linh Tôn tự mình đi ra ngăn cản. Thường Hà viện trưởng vuốt chòm râu rất dài màu trắng, rồi lắc đầu. Ta cũng là không nghĩ tới Linh Tôn sẽ hiện thân. Linh Tôn ở trong tòa tháp thứ bảy đã hơn 10 năm rồi không có ra. Lần này đúng là có một chút kỳ quái. Mà kệ như thế nào, Linh Tôn hiện thân, mọi người cũng hãy chú ý hơn một chút. Quản đệ tử trong học viện, không có nên xảy ra hỗn loạn. Vâng, chúng ta sẽ cẩn thận hơn. Bắc Nguyệt Hoàng Triều. Tiết Triệt bị Linh Tôn dùng trừng phạt chi hỏa thiêu cháy, đã hôn mê mất mấy ngày mấy đêm chưa tỉnh. An Quốc Công đau thương mất ái nữ, sau đó lại mất luôn cả bảo vật trấn phủ. Hiện tại con trai xuất sắc nhất cũng đã bị Linh Tôn của Linh Ương học viện giáo huấn, cả người uể oải, vài ngày mệt mỏi không có hành động gì. Vì vậy,
Tiêu gia cũng có thời gian thư giãn một chút. Nếu như không bị phủ An Quốc công từng bước ép sát, giao ra Tịnh Liên Viêm Hòa Đỉnh cùng với Tị Thủy Châu, chỉ sợ phải chó cũng rất dậu. Trong đoạn thời gian này, Cẩm Di Nương cũng liên tiếp đi đến phủ thừa tướng thăm dò tỷ tỷ của nàng gả cho Bình Bắc Hầu, sinh một trai một gái. Nữ nhi vừa được phong làm Hồng Lăng quận chúa, nghe nói đã là Tam Hoàng Tử Phi tương lai. Hồng Lăng quận chúa lớn hơn Tiêu Nhu vài tuổi, không cùng chơi đùa với nhau, nhưng mà lại quen biết Tiêu Nhu ở Linh Ương Học Viện. Gần đây phu nhân Bình Bắc Hầu mang theo Hồng Lăng quận chúa trở lại kinh thành, ở lại phủ thừa tướng. Cẩm Di Nương vì lấy lòng tỷ tỷ của nàng, liền để cho Tiêu Nhu thân cận nhiều hơn cùng với Hồng Lăng quận chúa. Mặc dù hiện tại Cẩm Di Nương chỉ là di nương, nhưng mà ở phủ trưởng công chúa đã có quyền thế, sống những ngày tháng phóng quang và cũng không thèm quan tâm nhất đó chính là vị trí chính thất phu nhân nhà khác. Bởi vậy hai năm này địa vị mẫu thân của nàng ở phủ thừa tướng cũng sẽ được nâng cao. Phu nhân Bình Bắc Hầu đối xử với Cẩm Di Nương cũng đều là một vẻ mặt ôn hòa, không giống với năm xưa khi còn ở trong phủ, đối với cái thứ muội muội lớn lên xinh đẹp nhìn như thế nào cũng không vừa mắt. Hôm nay là sinh nhật của Hồng Lăng quận chúa, thừa tướng đối với cháu gái sắp trở thành Tam Hoàng Tử Phi đặc biệt là yêu thích, bởi vậy mở tiệc rượu ở trong phủ, gia tộc thân thiết với phủ thừa tướng cũng lại được mời. Hai năm nay, phủ trưởng công chúa cũng bởi vì quan hệ với Cẩm Di Nương cho nên cùng với phủ thừa tướng đi lại có vẻ gần gũi, tự nhiên sẽ lại đi tham gia tiệc rượu mừng sinh nhật. Hoàng Bắc Nguyệt vốn lại không định đi, tuy nhiên gần đây Cẩm Di Nương vì chuyện của Tiêu Trọng Kỳ đặc biệt mượn sức của nàng, hơn nữa gần như đang lúc rảnh rỗi, liền đi theo nhìn một cái. Phủ Bình Bắc Hầu ở trong triều cũng xem như có một chút quyền thế, hơn nữa mẫu phi của Tam Hoàng Tử được sủng ái. Phủ thừa tướng cũng xem như là một đại gia tộc ở trong Nam Dực Quốc, vậy cho nên Hồng Lăng quận chúa sinh nhật, quyền quý ở trong đế đô đều phải nể mặt mũi mà tới. Trong hậu viện, các thế gia tiểu thư ngắm hoa du hồ, ngầm thì đối câu. Các phu nhân tụ lại cùng một chỗ để ngắm hoa ngắm trăng, nhàn thoại việc nhà. Hoàng Bắc Nguyệt lại không nhận ra người nào, cùng với đồng lăng ngồi ở trong lương đình uống trà. Ở một nơi không xa, có một đám thiếu gia tiểu thư vây quanh Tam Hoàng Tử cùng với Mạnh Hồng Lăng nói chuyện. Tam Hoàng Tử kia lớn lên cũng là anh tuấn tiểu sái, phong độ nhẹ nhàng. Mạnh Hồng Lăng cũng là một đôi mắt sáng đỏ. Mắt sáng, môi đỏ mọng, cử chỉ hào phóng. Mặc dù tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng mà đã toát ra phong tình quyến rũ. Hai người đứng chung một chỗ thực ra lại giống như là một đôi bích nhân, trai tài gái sắc, ông trời tác hợp thành đôi. Tiểu Vận lại không gia nhập vào trong đám người này, cùng với mấy thứ nữ không được sủng đứng chung một chỗ, không cho là đúng nói. Thân là nữ nhi dòng chính, thực sự là may mắn trời sinh. Vân tỷ tỷ cũng không khác rồi, mặc dù không phải là nữ nhi dòng chính, mọi chuyện cũng đều có thể sánh bằng với nữ nhi dòng chính của phụ trưởng công chúa. Không có giống như chúng ta, muốn cái gì thì cũng không có, thực sự lại đáng thương lắm. Không biết là vị tiểu thư nào ở đó tiếp thêm một câu. Tiểu Vận thứ nữ của phủ trưởng công chúa, nhưng mà đãi ngộ khác nhiều so với những thứ nữ bình thường. Nàng ta là thiên tài so với những thiếu nữ đồng lứa trong đế đô, ở trong nhà cũng rất được sủng ái. Trước đó không lâu, còn có thể cùng với thế tử phủ An Quốc công đính ước. Đây là điều mà những thứ nữ khác cũng không bao giờ dám mơ tới. Nếu như là nương của Vận tỷ tỷ, nương được lên chính thất, vậy thì tỷ tỷ chính là danh chính ngôn thuận và trở thành nữ nhi dòng chính rồi. Nhưng mà chỉ tiếc là nếu như Hồng Lăng quận chúa thành Tam Hoàng Tử Phi, Cẩm Di Nương ở trong phủ trưởng công chúa dựa vào một tầng quan hệ đó, sợ rằng sẽ được lên làm chính thất đó. Ánh mắt Tiểu Vận trượt lóe, lại đột nhiên lạnh lùng cười. Không có dễ dàng như vậy đâu. Trong lòng nàng đột nhiên lại hiện lên linh quang, một đá trúng hai nhạn, đó là kế hoạch tốt nhất. Tiêu Vận chậm rãi đi tới nơi Hồng Lăng quận chúa, nhìn Tiêu Nhu đang cười rất ngọt ngào và xinh đẹp đứng ở bên người Đông Lăng quận chúa, nhíu mày. Đem Tiêu Nhu kéo qua mà nói. Tứ muội muội, Di Nương đã dạy ngươi bao nhiêu lần rồi, nữ hài tử ở bên ngoài, đặc biệt là thời điểm có nam tử ở đây thì phải cười rụt rè một chút, đừng có làm cho người khác cảm giác được tiểu thư trong phủ của chúng ta chưa có được dạy quy củ. Lời nói này của Tiêu Vận thanh âm rất thấp, nhưng mà các vị tiểu thư giống như đang đứng gần đều nghe thấy. Liếc mắt với nhau, ánh mắt mập mờ không rõ. Tiểu Nhu như thế nào cũng tính là biểu muội của mình. Hồng Lăng quận chúa nghe được Tiêu Vận nói như vậy, liền trầm mặt nói. Tiêu Vận tiểu thư, lời của ngươi nói đây là có ý gì? Tiêu Vận có một chút ngượng ngùng, dù sao chính mình cũng là thiếu nữ chưa lấy chồng,
bên cạnh còn có mấy vị thiếu gia của các gia tộc đại chúng mà Tam hoàng tử cũng đang ở đây, ngượng ngùng nói, chỉ là đè thấp thanh âm. À, năm đó Cẩm Di nương còn trẻ không có hiểu chuyện, làm sai vài việc, sợ sau này tứ muội muội cũng lại bước chân theo như thế, liền thường dạy muội muội phải rụt rè hiểu lễ, không thể nào vượt qua chừng mực được. Tiểu Vận đã nói rõ ràng như vậy, mọi người vừa nghe, sao còn có thể không rõ? Năm đó, phủ thừa tướng xuất hiện một thứ, tiểu thư danh chấn đế đồ, bình thường không có danh tiếng gì, nhưng mà lại ở trong cung yến ngang nhiên, cầu dẫn phò mã, vừa vặn bị người ta bắt được, khiến cho Thái hậu cùng với Hoàng thượng rất giận dữ. Bởi vì đó là một chuyện không hề có đức hạnh, thừa tướng coi như vô cùng nhục nhã, ở trong phủ không có chứa được nàng ta. May mắn là trưởng công chúa hiền lương ôn hòa, để cho phò mã đưa bà ta vào trong phủ trưởng công chúa, nâng địa vị lên làm di nương. Năm đó, chuyện này được truyền ra rất ồn ào, huyên náo ở trong đế đồ. Thậm chí, thừa tướng lại còn cùng với nữ nhi này cắt đứt quan hệ, không cho bà ta tới gần phủ thừa tướng nửa bước. Mặc dù hiện tại đã qua rất nhiều năm, tuy nhiên những phu nhân nhàn nhàn dối dối, nhàm chán ở trong đế đồ, thích nhàn thoại bát quái. Huống chi Cẩm Di nương này là một người phách lối. Từ sau khi trưởng công chúa qua đời, bày ra một tư thế, đường già, chủ mẫu, một cách rất nghiễm nhiên. Nguyên lai, chuyện này phạm phải một điều khiến cho những người khác phải tức giận. Vậy mà Cẩm Di nương lại sống những ngày tháng giống như chính thất phu nhân, ra tay hoàng phí, mặc kim mang ngân. Chủ mẫu của những phủ khác thấy bà ấy như vậy, đối với một di nương giống như bà hận đến nghiến răng nghiến lợi, sao có thể không thường xuyên lôi chuyện của bà ta ra nói. Chuyện tình năm đó của bà ta ở bên ngoài không có ai nói, nhưng mà là bí mật mà mọi người đều đã biết trong lòng nhưng không thèm nói ra. Nghe xong Tiêu Vận nói như vậy, trên vẻ mặt của một số thiếu gia tiểu thư đều là tương đối đặc sắc, nhìn Tiêu Nhu một cái không nói gì, rồi lại đều tự nhiên tránh ra. Sắc mặt của Tam hoàng tử cũng có một chút không vui. Mới vừa rồi, Hồng Lăng quận chúa cùng với Tiêu Nhu nói cười cười, thoạt nhìn cũng đã biết quan hệ bình thường cũng không tồi. Hạng người gì thì mới có thể cùng với hạng người đó ở chung một chỗ, đó gọi là vật họp theo loài. Tam hoàng tử lại hò nhẹ một tiếng, cũng lại xoay người tránh đi. Trong nháy mắt, Hồng Lăng quận chúa được chúng Tình Phụng Nguyệt cũng chỉ còn có lại hai tiểu muội Tiêu gia. Nàng vừa vội vừa giận, nhưng mà vừa thấy lửa giận này bùng lên lại không thể nào phát tác. Tiêu Vận đầy thấp thanh âm nói, tứ muội muội, mới vừa rồi muội không nên cười nói với Tam hoàng tử như thế. Trong lời nói có một chút ý trách cứ, lập tức khiến cho mặt Tiêu Nhu đỏ lên. Nhi tí tí, ta không có. Ngươi nói không có thì là không có đi, chuyện này đừng có nói nữa. Sau này xuất môn phải nhớ, ngươi là khuê nữ chưa chồng, lúc nào cũng phải rụt rè và lễ độ. Tiêu Vận cũng hết sức khoan dung, giống như là một vị trưởng tỷ thông trì lễ nghĩa. Tiêu Nhu lại bực tức, đến mức nước mắt trào ra, đào quanh hốc mắt, tủi thân lại nhìn về phía Hồng Lăng quận chúa. Biểu tí, ta... Khóc lóc cái gì chứ? Hôm nay là ngày lành, cũng lại do người mà khóc lóc phá hủy đi đấy. Hồng Lăng quận chúa lạnh lùng nói. Chuyện của Cẩm Di nương, nàng ở trong khuê các cũng đã nghe người ta nhắc qua. Hành động khi còn trẻ không đúng, làm ra chuyện tình đối phương, cảm thấy đổi phong bại tục như vậy, ngay cả Thái hậu cùng với Hoàng thượng cũng đã trách cứ, mất hết thể diện của phủ thừa tướng. Hai năm này, mặc dù an phận, nhưng mà rốt cục là giang sơn dễ đổi, dễ dỗ nữ nhì cũng ra một thứ bại hoại. Nàng lại nghĩ tới ánh mắt vừa rồi của Tam hoàng tử, quả thực là có mấy lần cũng dừng lại ở trên người của Tiêu Nhu. Tiêu Nhu này quả thực cũng không phải là cái thứ tốt lành gì. Hay là sau này muội hãy cố gắng nghe lời của nhị tỷ tỷ muội thật tốt. Mẫu thân muội đã đánh mất thể diện của phụ thừa tướng rồi, hiện tại muội lại muốn làm mất mặt của phụ thừa tướng công chúa nữa hay sao? Hồng Lăng quận chúa không một chút khách khí nói, lại trừng mắt nhìn Tiêu Nhu vẫn còn đang rơi lệ, tức giận xoay người đi. Tiêu Vận đắc ý cười, thoáng cái đã làm cho Cẩm Di nương ở trong phủ thừa tướng khó làm người. Chuyện của năm đó bị người ta nhắc tới, mất hết mặt mũi, cũng làm cho địa vị của Hồng Lăng quận chúa ở trong lòng Tam hoàng tử bị hạ thấp đến ba phần. Nhĩ tỷ tỷ, tại sao tỷ có thể nói như thế được, làm trò trước mặt nhiều người như thế? Không có người, Tiêu Nhu cũng thu hồi lại bộ dạng ôn nhu, lớn tiếng nói. Một khi sự tình hôm nay bị truyền ra, mẫu thần của nàng lại bị mọi người nghị luận, ngay cả danh tiếng của nàng cũng sẽ bị phá hủy. Tiêu Vận lạnh lùng liếc nàng một cái, rồi cười lạnh, trong giọng nói cũng là 10 phần châm chọc. Lời nói của ta không đúng sao? Năm đó mẫu thân của ngươi làm ra chuyện gì, ta không có nói trong lòng thì mọi người cũng biết được rõ ràng rồi, cần gì phải giấu giếm chứ.
Hơn nữa, mới vừa rồi không phải là ngươi cũng lại tận lực cười cười nói với tam tử, hoàng tử đó sao? Ta nào có? Tiểu Nhu bị chọc trúng chỗ đầu, tâm tính của tiểu hài tử không nhịn được tức giận, lại la lối. Từ nhỏ, người đã ghen ghét ta lớn lên so với ngươi xinh đẹp hơn, tính tình cũng lại tốt hơn so với ngươi. Người khác cũng lại thích ta hơn, vì cho nên, người đi khắp nơi chửi bới ta. Lời này vừa nói xong, các quý nữ nhân khác cùng với các thiếu gia công tử đều quay đầu nhìn sang nàng. Mặt Tiêu Nhu đỏ lên, Tiểu Vận lại cười cười lắc đầu, không nói gì thêm với nàng nữa, xoay người bỏ đi. Đúng thực sự là ngu ngốc, hữu dũng vô mưu. Dùng một cái đức hạnh với Cẩm Di Nương, chỉ biết ồn ào lớn lối, hiện tại thì mất thể diện bao nhiêu chứ. Hoàng Bắc Nguyệt ở trong lương đình cười đến thắt ruột. Còn mẫu thần thế nào thì tất sẽ có nữ nhi như vậy. Tuyết Di Nương cùng với Tiểu Vận đều là loại người hay giở trò đùa giỡn làm tâm cơ, mà Cẩm Di Nương cùng với Tiêu Trọng Kỳ và Tiêu Nhu thì đều là người hay xúc động dễ giận dỗi, chỉ biết làm càn. Một âm một dương này gặp nhau tuyệt đối là phấn khích vạn phần. Tiêu Nhu lại không hiểu tại sao tự nhiên lại bị chọc giận như vậy, đi tới lương đình nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt về mặt mỉm cười ngồi ở trong đó, liền cảm thấy giận dữ. Nếu như nàng không phải là thứ nữ, vậy thì ai mà dám chế nhạo nàng như vậy chứ. Đồng Lăng là một nhà đầu cơ trí, nhìn thấy thoáng qua Hoàng Bắc Nguyệt rồi lại vội vã cười cười đi tới. Tứ cô nương, tức giận cái gì vậy? Nhị tiểu thư lại ngang ngược rồi, nàng cũng là do một thôn phụ hương giã. Tứ cô nương ngàn vạn lần đừng có vì người như vậy mà tức giận, không có nên hạ thấp thân phận của mình. Lời này nói ra làm ở trong lòng của Tiêu Nhu thoải mái, ấn tượng đối với Hoàng Bắc Nguyệt cũng tốt hơn một chút. Nàng lại ngồi xuống, tiếp nhận nước trà mà Đồng Lăng đưa tới, sầu kín nói. Tam tỷ tỷ, người cũng đã thấy hành động vừa rồi của nhị tỷ rồi đó, làm bại hoại danh dự của mẫu thân ta. Đối với phủ trưởng công chúa thì có chỗ gì tốt chứ? Thực ra, phủ trưởng công chúa thì không sao, chính là muội muội người phải chịu ủy khuất. Hoàng Bắc Nguyệt lại mỉm cười. Đồng Lăng lập tức tiếp lời. Tứ cô nương lớn lên so với nhị cô nương lại còn đẹp hơn, thiên phú võ đạo cũng rất mạnh. Nam dược quốc chúng ta tôn trọng nhất là võ đạo. Thành tựu tương lai của tứ cô nương chắc chắn sẽ không có kém hơn so với nhị cô nương. Chỉ cần danh tiếng không xấu, hôn sự sau này của nhị cô nương hãy để cho cô nương của chúng ta đi cầu xin ý chỉ của hoàng thượng. Chỉ sợ rằng cũng sẽ không kém hơn so với Hồng Lăng quận chúa. Trái tim của Tiêu Nhu nhảy mạnh, không kém so với Hồng Lăng quận chúa sao? Nàng cũng có hy vọng là một vị hoàng tử phi. Tam tỷ tỷ, ta sinh ra chỉ là thứ nữ, thì nào có dám nghĩ nhiều như vậy đâu. Tính cách Tiểu Nhu lại dễ xúc động, trên mặt đã biểu hiện ra vẻ mừng rỡ như điên rồi, chỉ là trên miệng vẫn có vài phần khiêm nhường. Thứ nữ thì làm sao chứ? Nam Dược Quốc này là nơi cường giả vi tôn, tứ muội không có tin được thực lực của chính mình sao? Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên cười. Tiểu Nhu lại nhẹ nhàng mím môi, ở trong lòng lại âm thầm nghĩ. Nếu như năm đó mẫu thân của mình không có làm ra loại chuyện tình bại hoại đạo đức, dựa vào sự hùng mạnh của phủ thừa tướng, hơn nữa với thực lực của nàng, cho dù là trời sinh thứ nữ thì nàng cũng sẽ trở nên nổi bật. Đồng Lăng nhìn thấy trong ánh mắt của nàng đã có vẻ dao động, cùng với Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt một cái. Đồng Lăng nói. Tứ cô nương, mới vừa rồi ngươi khóc, ở trên mặt có một chút bẩn rồi. Không bằng hãy để nô tỳ đưa ngươi đi rửa mặt đi. Những tiểu thư quý tộc rất dễ chú trọng bề ngoài của mình. Vừa nghe trên mặt bị bẩn, lập tức vô cùng lo lắng, vội vã gật đầu. Tam tỷ tỷ, thư lỗi cho muội không thể nào tiếp tục tiếp chuyện được. Đi đi. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn thoáng qua Đồng Lăng, Đồng Lăng tự nhiên lại biết ý, biết nên làm như thế nào. Hoàng Bắc Nguyệt cùng với thiếu gia tiểu thư các phủ không quen thuộc, nên Đồng Lăng vừa đi thì ngồi ở trong lưng đỉnh có một chút nhàm chán. Nàng đứng lên đi dạo xung quanh một lát. Trong phủ thừa tướng rất lớn, quy mô không thua gì phủ trưởng công chúa, nhà nhà tầng tầng, vụ các vân song, núi giả nước chảy, phong cảnh đặc biệt. Hoàng Bắc Nguyệt không thích nơi có nhiều người. Từ nhỏ nàng đã thích yên tĩnh. Nếu có điều nhiều người thì luôn luôn đi đến chỗ ít người hơn. Bước chân của nàng giống như con mèo, cho dù có động tĩnh nho nhỏ cũng sẽ không gây ra. Đi trong chốc lát không biết tới nơi nào, đang muốn quay lại theo đường cũ thì lại đột nhiên nghe thấy một thanh âm được đẩy thấp. Tể tướng, tam hoàng tử chưa có hành thành tựu gì cả, sợ là sẽ bất lợi đối với đại sự của chúng ta. Tam hoàng tử tính cách mềm yếu, không thể nào thành đại sự được. Hoàng Bắc Nguyệt lén lút trốn phía sau một ngọn núi giả, nghe được những người này nhỏ giọng nghị luận.
Hiện giờ còn có biện pháp nào sao? Tam hoàng tử sinh ra cao quý, trừ hắn ra thì gia tộc nào còn có thể so sánh được với Vân hoàng hậu chứ? Một thanh âm uy nghiêm vang lên. Hoàng Bắc Nguyệt nghe ra được thanh âm này là của Tề thừa tướng đương triều. Vừa rồi hắn có nói mấy câu cùng với Hồng Lăng quận chúa, nàng nhớ kỹ thanh âm này. Tề tướng, còn có đại hoàng tử của Nghi Phi, Kính Vương sao? Có người lại cười lạnh. Hồ lão, ngài đúng là càng già càng hồ đồ rồi. Nghi Phi là thân muội muội của An Quốc Công, Kính Vương cùng với An Quốc Công không phải là người một phe. An Quốc Công là một lão hồ ly, cùng hợp tác căn bản là giống như là bảo hộ lột da vậy. Tề tướng lại thở dài nói. Trong số đông đảo hoàng tử, cũng chỉ có tam hoàng tử có thể khiến cho chúng ta ôm một tia hy vọng thôi. Hồ lão nói. Thái tử được dân chúng yêu quý, muốn lật đổ hắn thì bước đầu tiên lại phải khiến cho dân chúng thất vọng về hắn. Nhưng mà chuyện này nào có dễ dàng như vậy đâu. Muốn vu oan cho một kẻ, chẳng lẽ lại thiếu cách sao? Có chuyện gì mà không làm được chứ? Được rồi, việc này cần bàn bạc kỹ hơn nữa. Ngoài ra, còn có rất nhiều tân khách. Chúng ta vẫn là nên đi trước. Tề thừa tướng nghiêm túc nói. Tiếng bước chân chuyển tới. Hoàng Bắc Nguyệt nhanh chóng vào sang một bên khác của núi giả, giống như là một chú mèo nhỏ không để cho bất cứ kẻ nào phát hiện. Đợi đám người Tề thừa tướng cách xa, nàng mới chậm rãi đi ra. Hóa ra Nam Dực Quốc này nhìn như bình yên mà lại có quá nhiều tranh đấu gay gắt kín đáo như vậy. Thái tử trên giá được dân chúng yêu quý, cả Nam Dực Quốc này cũng ủng hộ cho hắn, nhưng mà vẫn có người muốn kéo hắn từ trên địa vị cao xuống. Kính Vương cùng với An Quốc Công có dính dáng, còn có Tam Hoàng tử nhìn đã biết là một kẻ không làm được đại sự gì. Hai người kia cộng lại cũng kém so với một đầu ngón tay của chiến giã. An Quốc Công chọc giận nàng, tự nhiên nàng sẽ không thể nào để cho mộng đẹp của hắn trở thành sự thật được. Còn về phần Tề thừa tướng này, nuôi dưỡng ra một cực phẩm giống như Cẩm Di Nương, ép chết Hoàng Bắc Nguyệt. Theo lẽ thường, nàng cũng sẽ không để cho hắn được như ý nguyện đâu. Khóe miệng khẽ nhếch lên một cái, Hoàng Bắc Nguyệt dọc theo đường cũ mà trở lại. Tiệc rượu này buổi tối còn có thể nghe diễn, ngắm hoa, bắn pháo. Một chút hứng thú Hoàng Bắc Nguyệt cũng không có. Nói thân thể không thoải mái để từ chối mang theo Đông Lăng cáo từ về trước. Trên đường về, Đồng Lăng lại nhịn cười nói lại những chuyện hôm nay đã xảy ra trong phủ thừa tướng. Tiểu thư không có biết đâu, bình thường tứ tiểu thư bởi vì quan hệ với Cầm Di Nương nên ở nhà không có coi ai ra gì. Lần này cùng với Tiểu Vận nháo lên một trận, mọi người xem thường nàng ấy, đều sẽ không có thèm để ý tới nàng ấy nữa. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười lạnh. Cầm Di Nương gây nên hậu quả xấu, vậy cho nên báo ứng ở lên trên thân của Tiêu Nhu, vậy thôi. Đúng rồi. Trước kia mẹ con bọn họ cũng lại không thiếu những lần ức hiếp tiểu thư đâu. Đồng Lăng thở hổn hển nói. Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt biết, lần trước khiến cho Hoàng Bắc Nguyệt phải quỳ ở từ đường là bởi vì Tiêu Nhu rảnh rỗi không việc gì làm mà người tới gây sự. Hoàng Bắc Nguyệt bị ức hiếp rất thảm mới có thể nói một câu, nàng mới là nữ nhi dòng chính của phủ trưởng công chúa, để cho Cầm Di Nương biết, vậy cho nên cố ý phạt nàng quỳ gối trước linh vị của trưởng công chúa trong từ đường. Điều này đã hại nàng đến đánh mất tính mạng. Còn một tầng thù lớn như vậy, tự nhiên nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Cầm Di Nương cùng với Tiêu Nhu. Tiểu thư, bây giờ nhất định phải khiến cho Cầm Di Nương phải chịu đau khổ tới cực điểm. Yên tâm đi. Hoàng Bắc Nguyệt ảm đạm cười, ngẩng đầu nhìn thấy thấp tháp cao vút. Đến tận mây ở trong Linh Ương Học Viện, trong lòng khẽ động, sự việc với Linh Tôn vẫn còn có rất nhiều chuyện nàng vẫn còn chưa biết được rõ ràng. Đông Lăng, ngươi đi về trước đi, ta sẽ có một chút việc. Vâng, tiểu thư, người hãy cẩn thận đó. Đồng Lăng gật đầu. Gần đây Hoàng Bắc Nguyệt thường xuyên đi ra ngoài, đối với thực lực của nàng, Đồng Lăng đã vô cùng tin tưởng, không còn đối đãi như tiểu thư nhu nhược khi trước. Sau khi cùng với Đồng Lăng chia ra, Hoàng Bắc Nguyệt lấy áo choàng màu đen phủ lên người, thân ảnh nhanh chóng ẩn vào trong bóng tối. Ngươi lại đi trêu chọc Linh Tôn, coi chừng khó mà giữ được cái mạng nhỏ đó. Yểm lại lười biếng cảnh cáo nàng. Người sợ sao? Bản thể ta không có khả năng sợ hắn. Tuy nhiên, người là vật chứa phong ấn ta. Người chết, ta cũng sẽ chết theo thôi. Yên tâm đi, mạng của ta rất lớn. Sau khi nói xong, Hoàng Bắc Nguyệt không dự định tiếp tục quan tâm đến Yểm. Bà nhanh xuyên qua đêm tối, đi tới bên ngoài Linh Ương Học Viện. Nơi này là bên ngoài học viện lớn nhất của đế quốc. Dọc theo ở trên đường có treo đèn lồng, ngọn đèn rực rỡ,
Tòa tháp khí thế to lớn ở trong bóng đêm, nguyên khí lưu động mơ hồ, tạo ra sức uy hiếp rất mạnh mẽ. Nếu như xông vào bên trong, sẽ lập tức kinh động đến các trưởng lão trong học viện, không ổn. Mấy ngày này ở trong học viện, nàng cũng đã dần dần biết rõ ràng một sự tình. Trong thất tháp kia, bởi vì có linh tôn bảo vệ, lại còn có trừng phạt chi hỏa uy lực vô cùng ở trong truyền thuyết, vậy cho nên những người có thực lực cường đại cũng không dám xông vào. Vậy cho nên nói, cả linh ương học viện này, chỗ phòng vệ yếu nhất chính là thất tháp. Hoàng Bắc Nguyệt lặng lẽ tiến sâu vào trong thất tháp. Diện tích ở trong thất tháp có một rừng cây vô cùng rộng lớn tạo thành những bức tường, bởi vậy có thể đi sâu vào trong núi. Tuy nhiên, nơi này cũng nguy hiểm không kém gì mê vụ xâm lâm. Nghe nói ở đây cũng có linh thú vô cùng lợi hại hay lùi tới, còn có các loại thực vật vô cùng có độc, tràn ngập tính khí công kích. Bởi vậy, cho nên ít có người dám tới gần. Có điều, siêu cường uy áp của băng linh huyễn điểu tự nhiên sẽ không có linh thú nào không sợ chết tới kiểu kích. Vừa vào năng lực hoạt động ở trong bóng đêm của nàng, sau đến nửa canh giờ đã tiến về phía dưới tòa tháp thứ bảy. Từ xa xa nhìn tòa tháp thứ bảy cao vút ở trong mây, nhưng mà nhìn gần như vậy thì lại cảm thấy rất rộng lớn. Dưới trần tháp có một chỗ đất trống rộng như vậy, cảm giác giống như là ngọn tháp đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngẩng đầu nhìn không thấy đỉnh tháp. Có thể thấy lúc trước linh tôn xoay quanh tòa tháp này như vậy khổng lồ biết bao nhiêu. Nàng lượn lờ quanh quạt tòa tháp thứ bảy một vòng cũng không phát hiện ra cửa vào, dường như là một tòa tháp hoàn toàn bị phong bế. Chẳng lẽ phải trực tiếp bay lên sao? Nàng nhớ kỹ, phía trên tòa tháp thứ bảy này có cửa sổ, cũng không biết là cửa sổ có các loại nguyên khí cấm chế hay gì đó không? Lên trên xe một chút mới được. Băng! Thấp giọng gọi một tiếng, độ ẩm của không khí tứ phía chợt hạ thấp, thủy sắc trong suốt chợt lóe, thân thể to lớn của băng linh huyễn điểu xuất hiện. Hoàng Bắc Nguyệt nhảy lên trên lưng của nó, thấp giọng nói. Chậm rãi, bay vòng quanh tháp. Hết chương. Hết tập 15. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Rồi tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.